Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, tại kỳ AFF thứ hai liên tiếp, Indonesia đã khiến cho đội tuyển Việt Nam không thể ghi bàn. Ở AFF Cup 2020, dù chỉ gặp nhau ở vòng bảng, nhưng Indonesia đã chơi vô cùng chặt chẽ và thực dụng, khiến cho đội tuyển Việt Nam bị cầm hòa 0-0. Chiều hôm qua, kịch bản của trận đấu năm ngoái đã lặp lại và Quang Hải cùng với các đồng đội đã không thể ghi bàn vào lưới của Indonesia. Huấn luyện viên Shin Tae-yang tỏ ra rất am hiểu điểm mạnh của từng cầu thủ Việt Nam, nhất là những điểm nổ ở trên hàng công, cho nên đã tiếp tục trung thành với triết lý không để thủng lưới trước khi ghi bàn. Ông Shin Tae-yang đã xây dựng khối bê tông trước vòng cấm địa của Indonesia bằng việc có hàng loạt những thay đổi so với trận đấu cuối ở vòng bảng gặp đội tuyển Philippines, trận đấu mà thầy cho ông phải thắng để tiến vào bán kết. Đặc biệt là có các tiền vệ có xu hướng phòng ngự như là Sayuri, Irianto hay Clock đều được đá chính nếu như Sayuri chơi chẳng khác nào hậu vệ biên trái thứ hai, thì Irianto cùng với Clock được xếp đá ở cạnh nhau ở trung tâm hàng tiền vệ đã khóa chặt các chân truyền bên phía Việt Nam như là Hùng Dũng, Hoàng Đức. Đặc biệt là tiền vệ trung tâm Ferdinand được đưa ra đá lệch trái để ngăn cản Quang Hải hay là Văn Thanh dâng cao. Với sơ đồ 5-4-1, Indonesia chơi rất thực dụng và khiến cho các cầu thủ Việt Nam không có nhiều khoảng trống tổ chức các pha ban bật nhỏ quen thuộc. Rõ ràng Indonesia đã xây dựng khối bê tông quá vững chắc và thường xuyên đá rát để cho đối thủ không thể rảnh chân triển khai bóng. Đây là ý đồ chiến thuật được ông Shin Tae-yong áp dụng và đã thành công trước đội tuyển Việt Nam. Trước trận, ban huấn luyện của đội tuyển Indonesia đã có phát biểu khiến cho nhiều người nóng mặt khi cho rằng đội tuyển Việt Nam đã may mắn khi chỉ phải gặp những đối thủ yếu ở vòng bảng. Với nhiều người, đó là một thông điệp mang tính khích tướng nhưng với những gì đã diễn ra chiều hôm qua thì có thể khẳng định rằng những tuyên bố của đội bạn là hoàn toàn có cơ sở và đội tuyển Việt Nam đã gặp một đối thủ thực sự xứng tầm. Thậm chí màn thể hiện của các cầu thủ Indonesia đã khiến cho đội tuyển Việt Nam bất ngờ. Nhiều người cho rằng đá với Indonesia sẽ mang nhiều lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Đây là đội bóng có kỹ thuật, có tốc độ, tinh thần chiến đấu rực lửa nhưng tính tổ chức thì thua kém đội tuyển Việt Nam. Và cũng vì điều này mà về mặt chủ quan, nhiều người muốn thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo gặp đội tuyển Indonesia ở trận bán kết thay vì là gặp đội tuyển Thái Lan. Thế nhưng chứng kiến màn trình diễn của đội chủ nhà, nhiều người sẽ nghĩ khác, Indonesia thực sự đã lột xác dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-yong. Hôm qua chứng kiến màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, nhiều người đã cảm thấy lo lắng, chúng ta có nhiều sai số, khá nhiều vị trí của đội tuyển Việt Nam không thể hiện được phẩm chất của mình phải thừa nhận rằng bảo vệ được mảnh lưới của Đặng Văn Lâm thực sự là một kết quả thành công với đội tuyển Việt Nam. Và người Indonesia sẽ có cớ để tiếc nuối khi không thể tận dụng thành công nhiều cơ hội mà họ đã tạo ra. Phải thừa nhận rằng Indonesia quá hiểu thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ đã không cho các cầu thủ Việt Nam đủ không gian để sáng tạo. Họ bịt kín mọi hướng tấn công của đội tuyển Việt Nam bằng sự lăn xả, cự ly đội hình tốt và quan trọng hơn là họ rất biết tận dụng lợi thế về tốc độ, về thể lực để lấn át đội tuyển Việt Nam. Có thể trận lượt về, đội tuyển Việt Nam sẽ trình diễn một diện mạo khác. Hay nói đúng hơn, từ những gì đã trải qua, ông Park Hang-seo sẽ phải ngồi lại với các học trò để có được giải pháp tốt nhất. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Indonesia và Việt Nam là bóng lăn ở 1 phần 3 sân của hai đội ở trận bán kết lượt đi. Huấn luyện viên Shin tae yong nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đội tuyển Việt Nam, cho nên ông đã chấp nhận để cho Indonesia nhường 2 phần 3 sân tuyển Việt Nam có thể luân chuyển quả bóng từ phía thủ môn Đặng Văn Lâm cho đến 2 phần 3 sân, sau đó không có đường đến khung thành của đối thủ. Đây là lý do cả trận đấu tuyển Việt Nam chỉ có một cơ hội đáng chú ý nhờ pha phối hợp đá phạt góc của Hùng Dũng và Quang Hải. Tuyển Việt Nam gặp khó ở 1 phần 3 sân của Indonesia bởi các cầu thủ của đội chủ nhà phòng ngự với số đông, pressing liên tục và vây bắt với số quân đông hơn so với Việt Nam. Tuyến giữa và hàng công gần như là mất liên lạc Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải không thể truyền quả bóng đến được với vị trí của Tiến Linh. Tiền đạo tuyển Việt Nam gần như là mất tích ở trên sân. Nước cờ cao tay của huấn luyện viên Shi Tae là khóa luôn hai cánh của đội tuyển Việt Nam. Văn Hậu và Văn Thanh không thể dâng cao để tấn công bởi họ phải luôn để mắt đến các cầu thủ có tốc độ của Indonesia đang chờ phản đòn. Việt Nam cầm bóng thì bộ ba Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Duy Mạnh di chuyển lên cao Indonesia có Ahmad và Glock phất bóng cực tốt từ 1 phần 3 sân nhà lên sang phía 1 phần 3 sân của đội tuyển Việt Nam. Marcelino có ít nhất là hai lần thoát khỏi các trung vệ của đội tuyển Việt Nam để đối mặt với thủ môn Đặng Văn Lâm nhưng không thể ghi bàn. Nếu như xử lý tỉnh táo hoặc là quyết đoán thì Indonesia đã có ít nhất một bàn thắng ở trong hiệp 1 do họ sở hữu đến 4 cơ hội ngon ăn. Phương án của huấn luyện viên Shin rất rõ ràng về lối chơi cho Indonesia không cho Việt Nam chơi bóng ở 1 phần 3 sân của họ và phản đòn cực nhanh qua 1 phần 3 sân của Việt Nam khi thấy được khoảng trống từ phía sau lưng của Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng. Indonesia cũng giữ được chân hai hậu vệ biên của đội tuyển Việt Nam nhằm hạn chế những miếng đánh biên có tính sát thương cao của Văn Hậu, cầu thủ có số lần in dấu dày vào bàn thắng của đội tuyển Việt Nam nhiều nhất ở AFF Cup 2022. Huấn luyện viên Shin Tae-yang thực sự đã gây ấn tượng rất mạnh về chiến thuật trong màn so tài với huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuyển Việt Nam lần đầu tiên chỉ có một lần sút trúng cầu môn của đối phương ở AFF Cup, không tạo ra bất cứ pha bóng nguy hiểm nào hay là có những pha phối hợp tấn công nào đáng xem trong cả 90 phút. Gần nhất, Việt Nam có một lần dứt điểm trúng khung thành đó là trận hòa Nhật Bản 1-1 ở vòng loại World Cup 2022, nhưng là đã ghi một bàn. Indonesia không tấn công và gây sức ép được như Nhật Bản nhưng lại vô hiệu hóa hoàn toàn chiến thuật của ông Park. Nhìn khách quan về mặt chuyên môn, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã bắt bài huấn luyện viên Park Hang-seo bằng chiến thuật ấn tượng. Ông Park hài lòng với kết quả 0-0 ở trên sân khách, nhưng khán giả thì đều hiểu rằng Việt Nam đã thoát thua trước Indonesia. Lâu nay, việc chủ động tổ chức tấn công khi gặp đối thủ phòng ngự số đông là bài toán rất nan giải với huấn luyện viên Park Hang-seo. Và những gì trải qua ở trận giao hữu với đội tuyển Philippines mới đây hay là trận đấu ở vòng bảng AFF Cup 2022 gặp đội tuyển Singapore với kết quả hòa không đều đã lặp lại với đội tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi chiều hôm qua. Đội tuyển Việt Nam bế tắc trong khâu ghi bàn khi mà Indonesia chơi phòng ngự số đông theo những số liệu thống kê thì rõ ràng Quang Hải cùng với các đồng đội đang đối mặt với vấn đề lớn trong việc tạo ra sức ép, tạo ra những tình huống nguy hiểm để có thể kiếm bàn thắng. Trong trận đấu tối hôm qua, đội tuyển Việt Nam chỉ có 4 cú dứt điểm và trong đó có một lần trúng đích, trong khi đối thủ là 8 lần dứt điểm. Thậm chí đội tuyển Việt Nam chỉ kiếm được 4 quả phạt góc, còn Indonesia sở hữu tới 7 quả. Điều đó cho thấy rằng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo không gây được áp lực nhiều lên cầu môn của đối phương. Đội tuyển Việt Nam để lộ bế tắc khi giáp mặt hàng thủ được tổ chức chặt chẽ và sẵn sàng vào bóng quyết liệt bên phía Indonesia. Đây là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải tìm phương án giải quyết nếu như muốn tìm được đường vào khung thành của đội bóng xứ vạn đảo ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Câu hỏi đặt ra là Indonesia làm khách trên sân Mỹ Đình, liệu rằng họ có thay đổi cách đá với một phần ba sân giống như trận lượt đi hay không? Năm ngoái Indonesia thủ hòa Việt Nam 0-0 đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yang chọn cách chơi tương tự nhưng lại thiếu đi sự mềm mại lẫn khả năng tổ chức thế trận. Indonesia chỉ biết tận dụng tốc độ và lối chơi cơ bắp, thậm chí là đá xấu để ngăn cản tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Shin Tae-yang lý giải là do giải vô địch quốc gia của Indonesia bị hoãn, ông không có thời gian để lựa chọn những con người tốt nhất để vận hành lối chơi. Còn tối hôm qua, sau trận hòa Việt Nam, thuyền trưởng của đội bóng xứ Vạn Đảo đã nói rằng Indonesia bây giờ là một tập thể mạnh về tinh thần và về thể lực. Chúng tôi có được là có thời gian chuẩn bị tốt, đội hình hiện tại đã khác xa so với đội hình trước kia. Huấn luyện viên Shin Tae-yong rõ ràng đã không hề nói dối, vì Indonesia thực sự có những cầu thủ giỏi, giàu kinh nghiệm giống như là những chìa khóa trong lối chơi. Đó là trung vệ Jordi Amat, cầu thủ đắt giá nhất ở AFF Cup 2022. Jordi Amat đã giúp cho hàng thủ của Indonesia được tổ chức tốt, ngoài ra còn có khả năng phát động tấn công cực hay, nhất là những đường truyền vượt tuyến ra sau lưng hàng thủ của đối phương. Những đường truyền vượt tuyến lên 1 phần 3 sân của đội tuyển Việt Nam có tính sát thương rất lớn. Tài năng của Jordi Amat cũng không cần phải bàn cãi khi anh đã từng thi đấu ở La Liga rồi có 4 mùa trong màu áo của Swansea ở giải ngoại hạng Anh. Ở tuyến giữa, Indonesia có tiền vệ Marklot điều phối lối chơi, cầm trịch thế trận và tổ chức phòng ngự từ xa. Marklot được ví như là mảnh ghép còn thiếu để giúp cho Indonesia hoàn thiện khu trung tuyến. Những Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải đã có một ngày thi đấu mờ nhạt đã chứng minh tài năng của lốt Trở lại với câu hỏi vừa rồi là liệu rằng Indonesia có thay đổi lối chơi khi đến Mỹ Đình hay không? Đáp án là Indonesia sẽ không thay đổi lối chơi. Huấn luyện viên Shin tae đã không đẩy cao đội hình để đá tấn công trong trận lượt đi thì càng không có lý do để thay đổi cách đá ở trận lượt về. Đội bóng dưới tay nhà cầm quân người Hàn Quốc này cũng thành công nhất định trước Thái Lan và Việt Nam. Họ chơi tốt hơn đối thủ trong cả hai trận đấu. Câu chuyện 1 phần 3 sân chắc chắn là bài toán cần phải giải quyết của huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận lượt về. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là chiến thắng để lọt vào chung kết. Indonesia thì chỉ cần hòa có tỷ số nhờ trận lượt về đã hòa 0-0. Nhưng tuyển Việt Nam sẽ thay đổi tư thế vì được chơi ở trên sân nhà Mỹ Đình, nơi chưa có đội nào mang được điểm về tính ở sân chơi AFF Cup dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Việt Nam đã 6 trận toàn thắng và chỉ duy nhất một lần bị thủng lưới. Về chiến thuật hay là dùng ai, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là người quyết định. Nhưng chìa khóa của Indonesia đã lộ rõ với trung vệ Jordi Amat, chuyên gia truyền vượt tuyến cho những cầu thủ có tốc độ như là Marcelino đánh úp hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Phương án tốt nhất lúc này là cần một tiền đạo có thể gây áp lực ngược lên Jordi Amat, không cho trung vệ này có điều kiện thuận lợi để quan sát và truyền dài. Tuấn Hải chính là một sự lựa chọn thích hợp để xuất trận ngay từ đầu thay cho Tiến Linh hoặc là cả hai cùng thi đấu. Trường hợp đá một tiền đạo thì Văn Toàn cần thay cho Phan Văn Đức hoặc Quang Hải để cầm bóng gây rối hàng thủ của Indonesia. Trận lượt đi đã cho thấy Việt Nam thiếu một cầu thủ có tốc độ, sự khéo léo để tạo áp lực lên hàng thủ của Indonesia. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải thay đổi so với màn trình diễn ở trận lượt đi, bởi ông còn duy trì cách chơi ở trận lượt đi thì câu chuyện 1 phần 3 sân sẽ là cạm bẫy khó lường và trường hợp nhận một bàn thua thì Việt Nam sẽ phải ghi hai bàn để tiến vào chung kết với việc không giành được chiến thắng, tuyển Indonesia cũng đã đánh mất đi lợi thế lớn sau khi hòa 0-0 trước đội tuyển Việt Nam. Đội bóng của huấn luyện viên Shin tae khó tiến vào chung kết khi đã lượt về ở sân Mỹ Đình nơi được ví như là thánh địa dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo thể thức của AFF Cup 2022, luật bàn thắng sân khách được áp dụng nếu như hai đội hòa nhau ở trận bán kết. Trường hợp hai đội hòa thì đội nào ghi được bàn thắng ở trên sân khách nhiều hơn sẽ được quyền đi tiếp. Ví dụ như Indonesia hòa Việt Nam 0-0 ở lượt đi thì lượt về hòa 1-1 Việt Nam sẽ bị loại bởi thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yang ghi được một bàn ở trên sân Mỹ Đình. Do đó yêu cầu bắt buộc đối với huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò là phải giành chiến thắng ở trận bán kết lượt về. Theo kế hoạch thì 14 giờ chiều nay ngày mùng 7 tháng 1, đội tuyển Việt Nam sẽ về nước. Với lịch di chuyển này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không có buổi tập nào vào chiều nay. Như vậy thì Bùi Tiến Dũng và các đồng đội chỉ có một buổi tập để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về diễn ra vào lúc 19h30 ngày 9 tháng 1 trên sân vận động Mỹ Đình. Trong khi đó thì Indonesia đã bố trí chuyên cơ và họ đã có mặt ở Hà Nội trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo để chuẩn bị cho trận đấu tới. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.